phải không mẹ bảo? Dạ, em vào đây. Con chào mẹ. What? Sao mẹ đánh con? Tại vì mọi người có biết tại sao bác đánh Trường không nhỉ? Ai biết thì comment xuống dưới nhá. Giờ đánh tiếp. Sao mẹ đánh con? Tại mày hỏi nhiều. Ông hỏi à? What? Hỏi mẹ lại đánh. Mày lại lý sự à? Đừng đánh con nữa. Không đánh không được. Con có làm gì đâu mà đánh. Không làm gì cũng đánh. Đừng đánh con nữa. Tao đánh con nhẹ. Sao mà khi người ta đánh còn tàn phế? Đau mẹ. À, mẹ có đau đâu nhỉ? Sao mẹ đánh con? Mày rửa bát chưa? Sao mẹ đánh con? Cái chổi chưa gãy à? What? Sao lại đánh nữa? Thích thì đánh. Đau con. Mày lớn thế này mà đánh có vài cái mà không chịu được à? Sao mẹ đánh con? Truyền thống gia đình. Sao mẹ đánh con? Học bổng đâu? Đừng đánh con nữa. Nồi cơm bật nút chưa? Sao mẹ đánh con? Thằng Chiến ấy. Đẹp trai hơn mày. Mẹ đừng đánh nữa. Bằng tuổi mày. Con nhà người ta kiếm biết bao nhiêu là tiền. Mẹ đừng đánh nữa. Tao đang dạy bảo mày đấy. Mẹ đừng đánh nữa. Mẹ đánh mày ấy, là mẹ còn quan tâm đấy. Còn đến khi mà tao không còn động thì đừng có mà kêu. Mày sao ấy? Mày sao mày à? Ôi, đau lưng quá. Sợ đau lưng? Ôi dồi ôi, lại gai cột sống đau trở lại. Ủa thế là gai à? Thế là cố lốt video được không? Ôi, nó đau cả chân. Thế này ngồi xuống đây nhá. Mày phải đưa mẹ đi chữa bệnh thôi. Không thì mẹ đau lưng lắm. Không quay được clip đâu. Thôi được rồi. Con cũng mới xem YouTube, con thấy có rất nhiều YouTuber nổi tiếng. Họ giới thiệu về một nhà thuốc rất là có uy tín ở Ba Vì. Thế bây giờ mẹ nghỉ đi nhá, để sáng mai con đưa mẹ đi bốc thuốc, được không? Thế cũng được. Sáu rưỡi sáng, tóc tai như lông chồn và đã dậy để chuẩn bị lên đường. Đây là mình đang thắp hương để báo các cụ chuẩn bị đi xa mọi người ạ. Chuyến đi này mình sẽ mang theo một chiếc máy ảnh Sony A6000 để quay, kèm theo một quyển sổ để viết kịch bản trên đường đi cho mọi người nhé, để về tiếp tục gọi làm video chuyện ngày Tết. Giờ bố mình đang là cameraman cho mình. Bây giờ tập thể dục buổi sáng mọi người ơi, để sớm thành công, sớm tập thể dục à. Xe to thế anh? xe này để xây xe có chỗ làm mọi người ạ. Đây rồi mọi người ạ, chuẩn bị sắp xong rồi. Bà Tuyết, bà Tuyết đây mặc full đồ đỏ. Hôm nay cô mặc toàn đồ đỏ để may mắn. Và đây là bảo bối chống xe xe của cô. Trời ơi, mẹ mình rất là say xe mọi người ạ. Mình với mẹ cũng mình bé không say, lớn lên lại rất là say luôn. Đi mẹ, đến xe dần thôi. Đi. Giờ thì đến nhà thuốc cô Kim Thị Huệ ở Ba Vì mọi người nha. Hôm nay đồng hành chuyến đi của hai mẹ con có anh Nghĩa. Anh Nghĩa làm lái xe ở xóm Hồ nhá. Ai muốn lái xe liên hệ anh Nghĩa nhá. Ngay nhá. Đây, nhân vật chính của chúng ta. Tình hình sức khỏe nào rồi mẹ? Hơn một tiếng trên xe. Tỉnh chưa mẹ ơi? Có say không? Thôi à? Khỏe nha. Sao đến đây rồi mọi người ạ? Còn 20 km đấy. Đi hơn một tiếng rồi.
Gần đến nơi rồi mọi người ạ. Nhưng mà bà Tuyết vô đốc bị say xe. Bà Tuyết đang bảo là đến đấy hỏi mua thuốc giải say xe trước, rồi hỏi thuốc mua trị xương mọi người ạ. Sau gần 3 tiếng đi đường thì mình và mẹ đến được nhà thuốc của cô Kim Thị Huệ ở Ba Vì. Mẹ đã đến nơi rồi, mẹ thấy khỏe khoắn ra này. Khỏe khoắn ra này ạ. Vừa lấy say xe lắm này. Đi theo mẹ con mình vào nhà của có cô Kim Thị Huệ ở nhà không ạ? Dạ là cháu vâng. Bác ở đâu đến đấy? Nhà cháu ở dưới Thái Nguyên đây ạ. Thái Nguyên à? Thì cháu có xem YouTube và một vài người giới thiệu là nhà mình chữa bệnh nổi tiếng, thì hôm nay cháu đưa mẹ đến để bốc thuốc ạ. Vâng, thế bác bị sao? Chị ạ, em thì em bị gai đi cuộc sống đã lâu rồi. Đây từ năm em 31 tuổi rồi. Đây em với cháu bảo là đưa mẹ đến nhà thuốc chị Kim Thị Huệ, em cho con cho mẹ đi một lần thế để mẹ bốc thuốc xem là có đỡ không. Vâng, nói chung thì nhà em cái bài thuốc chống khớp này là em rất là nổi tiếng từ trước đến nay, từ đời các cụ để lại, kể cả gai đôi, kể cả thoát vị, kể cả thoái hóa điều ngược, kể cả viêm đa khớp, kể cả gút. Vâng, thế bác ngồi uống nước đã. Rất nhiều bệnh. Vâng, bác uống nước đã. Vâng, em xin chị. Cháu ngồi uống nước cháu. Vâng. Thế triệu chứng của bác như thế nào? Đau, đau nhức mà nó đau buốt. Đau buốt thì là gai rồi chị ạ nhá. Vâng. Nó có chèn xuống cả queo chân. Nó chèn ép vào cái dây thần kinh, nó đau xuống tận chân. Em không cúi được và em thường phải tì vào đầu tay vào đầu gối để cúi. Vâng. Em không cúi được lâu quá. Hôm nay bác đến nhà lấy thuốc thì chỉ một tháng là bác uống là đỡ thôi. Là đi lại là nó lại dễ dàng. Đi bác. Đây này, nhìn xem các cái loại thuốc này em đây này. Đây này, cái bài trị xương khớp này này, gai đôi cột sống này, phát vị đấy đệm đấy. Nhà em có rất nhiều các loại thuốc này. Các loại rồi bệnh xương khớp, chỏi mật, tiểu đường, viêm xoang đấy. Trí nội, trí ngoại, rồi cả dạ dày đấy. Chữa rất nhiều bệnh. Vâng. Thì vần cùng là bệnh cấp cứu nhà em không chữa được thôi. Đấy, nhà em này này, đóng gửi đi tất toàn quốc này này. Lần sau chị có lấy cái gọi điện em gửi sang, nó không phải ra ở đây cho nó mất công, mất việc ấy. Vâng. Đây này, đóng gửi đi toàn quốc. Đây, các cháu làm thuốc thật này. Đấy chị ơi, trong cái vịt thuốc này là có 10 gói nhá. Vâng, 10. Mỗi một gói này thì luôn uống 3 ngày nhá. Vâng. Vâng. Còn cái miếng cao này nữa này, về chị chia làm 30 miếng nhá, mỗi đêm chị uống một miếng nữa. Vâng. Vâng. Còn đây cha cha bóp về chị đổ rượu và ngâm 3-4 hôm là cứ bóp vào chỗ đau ấy. Chị chịu khó bóp vào cái chỗ đau này này, là nó khác, nó làm nóng cái vết thương, cái chỗ đau của mình, mới uống thuốc này nó đẩy ra nhà này nhanh. Thế bây giờ em xin phép chị em về nhá. Vâng, thế thì bác về bác nhớ uống thuốc nha, đều đặn vào, nó nhanh khỏi thôi. Vâng, thế bao giờ mà em uống hết thuốc ấy? Em thì đó, có số điện thoại đây này. Vâng, em gọi điện thì để gửi cho, không phải xuống tận đây cho nó mất công nhé. Vâng, thế thì mà rất là nhanh. Đấy, đấy nhà toàn gửi thì sắt tất cả này. Vâng, thế em chào chị nhé. Vâng. Bây giờ bác sẽ mang thuốc về sử dụng. Nếu ai muốn mua thuốc, hãy liên hệ số điện thoại và địa chỉ ở trên màn hình nhá. Và sau đó thì mình với mẹ quay lại nhà thuốc của cô Huệ mua thêm một gói thuốc trị dạ dày cho bố này.